V Icon Short. Hồi trước thì Ngọc rất là ngại đi casting. Mỗi lần mà casting thì mình luôn luôn nghĩ là không bao giờ có hy vọng hết. Bây giờ thì mình lại nghĩ nó khác. Mình nên đi thử sức với tất cả mọi nơi, bởi vì mình rất là lo lắng là mình sẽ bỏ lỡ một cơ hội nào đó. Đối với các bạn trẻ hiện nay thì có rất là nhiều cơ hội và có rất là nhiều chương trình, nên các bạn không nên bỏ lỡ và suy nghĩ giống như Ngọc hồi xưa. Ngọc được biết là đang có một chương trình rất là quy mô, đó chính là V Icon Short 2019. Chúng ta hãy cùng tham gia ngay để có những cái cơ hội phát triển bản thân mình nha. Hãy tham gia ngay V Icon Short 2019 để có thể trở thành đồng nghiệp của Ninh Như Lan Ngọc, casting nhanh như mơ, chớp thời cơ nổi tiếng. V Icon Short. V Icon Short 2019. Đăng ký tại trang web vion.vn hoặc ứng dụng Vion trên điện thoại. Video clip của bạn sẽ được đăng tải trên kênh YouTube và Facebook V Casting. Download ứng dụng Vion để tham gia ngay V Icon Short 2019.